Nhà xin chào các bác nhé. Em vừa dọn xong tiết được một con máy hút ẩm Whirlpool cực đẹp luôn các bác, nguyên zin 100% nhé. Con này là những cái con em nhập về hàng tuyển nước 1, anh em chọn cho những con hàng trắng, không phải sơn xi gì cả, nguyên zin. Hiện tại máy đang chạy các bác hút ẩm im re luôn nhé. Cái hãng Whirlpool này thì của Mỹ nhưng mà nó vẫn sử dụng lốc của Panasonic. Này, mở ra dọn vẫn lốc Panasonic các bác nhé, chạy cực khỏe luôn, im re. Chỉ nghe thì tiếng gió thôi, chứ còn không nghe thì tiếng lốc chứ gì. Chạy cực hay luôn. Máy thiết kế rất nhỏ gọn mỏng. Whirlpool Mỹ. Nano khử khuẩn các bạn này. Hút 20 lít một ngày. Đã độ 80% các bạn nhé. Độ ẩm Việt Nam là máy sẽ hút 20 lít một ngày. Còn vào những cái ngày mà độ ẩm lên 100% thì con này nó hút kinh khủng lắm. Còn đây máy có ghi thêm là 12,1 lít. Đối với độ ẩm là 60%, tương đương độ ẩm của Nhật. Con này thì nó sẽ tương đương với cả những cái con máy vào khoảng 12 lít điện 100V đấy các bạn, cực khủng luôn. Chạy êm re nhé. Điện 220V chuẩn luôn đấy. 220V đến 240V. Kinh tế vừa phải, các bác cứ lấy xem con này nhé. Thương hiệu hàng Mỹ mạnh, bán rất là chạy. Máy bền bỉ, có đạp bánh gió con này, hẹn giờ, có các cái tốc độ gió, có chế độ hút ẩm, sấy quần áo, rất dễ sử dụng thôi ạ. Chạy siêu êm luôn. Em để mã số 2 nhé. Con này tem mác vẫn zin, vẫn còn nhìn thấy năm sản xuất con này. 2013 Whirlpool nhé. 2013 luôn, SS 224. Năm sản xuất vẫn còn nguyên. Đây. Bình nước con này rất là to các bạn này, bình to. Để chạy thì là để nước, hút một tí nước, để chạy đến lốc biết siêu êm luôn. Ba con này em bán là 3,2 triệu các bác nhé, bảo hành 1 năm, chưa phí vận chuyển, ship hàng toàn quốc, không bao ship, phí vận chuyển đi toàn quốc là 100.000 ạ. Hình thức mua bán là đặt cọc trước 500, nhận hàng kiểm tra đúng hàng, thanh toán nốt cho bên giao hàng. Chào các bác.